chào tất cả các em. Các em ơi, hôm nay là ngày thứ hai chị ở Hà Nội. Thì lúc mà chị ra Hà Nội á, điều đầu tiên chị nghĩ đến là các em biết là gì không? Đó chính là đi gặp anh tóc xanh và anh bốn mắt. Và hiện tại thì chị đang ở tiệm gấu và hai anh đó đây nè. Yeah, chào các bạn Rita và cà chua bi. Yeah, anh tóc xanh và anh bốn mắt rất vui khi được tiếp đón chị cà chua. Hôm nay thực ra chị đến rất là bất ngờ, cho nên là biết sao không, chị đến bất ngờ để xem là anh tóc xanh và anh bốn mắt ngoài đời thực như thế nào. Tại vì chị không báo trước để cho hai anh không có sửa soạn gì hết, để xem là bên ngoài có đẹp trai hay không. Chị ngất xỉu luôn ở ngoài cửa hàng bởi vì hai anh quá xấu. Không, vẫn đẹp trai như thường đúng không em? Lúc tới tiệm gấu thì cảm giác mọi thứ ở đây nó rất là xinh. Trời ơi, dễ thương, hai anh là con trai nhưng hai anh bày biện rất là xinh. Không như sao chị gà chua không được xinh. Bọn bác hôm nay shop của anh tóc xanh không có slime rồi, nên là chỉ có squishy và bánh kẹo thôi. Lúc chị khán chua đến thì anh giật mình luôn. Sao nhìn quen quen mà không biết là ai. Hóa ra được gặp người nổi tiếng. Ôi trời. Và em bé nghe lúc mà nói là mẹ cho đến tìm anh tóc xanh và anh luôn mắt rồi. Em bé nhảy cõng lên xong rồi đi thay đồ và bắt đi ngay lập tức luôn. Đúng không em bé? Bây giờ thì chị sẽ cho em bé đi một vòng xung quanh tiệm gấu để mua đồ nhé. Mời các em cùng khám phá tiệm gấu nha, cùng chị cà chua. Như các em cũng đã biết từ rất là lâu rồi, lúc mà anh tóc xanh và anh muốn mắt mở tiệm gấu thì sản phẩm mà nổi bật nhất, đó, đẹp nhất đó chính là squishy. Ôi, ở trên cái kệ này có quá nhiều squishy khổng lồ. Ngoài những squishy này thì chúng ta còn những squishy chính hãng rất là đẹp luôn á. Bây giờ chị sẽ nhờ các anh dẫn đi mua nhé. Đây, anh tóc xanh hôm nay sẽ là bảo vai nhân viên bán hàng, giới thiệu các sản phẩm tư vấn thật nhiệt tình. Ôi, ở đây chúng ta có nhiều lắm nè. Đây là các loại squishy khổng lồ nha các em. Cái này bao nhiêu tiền vậy anh tóc xanh? Cái này 320.000 chị cà chua ơi. Rẻ quá nhờ. Đây là donut khổng lồ nha. Rẻ quá mua luôn. Bên này còn rất là nhiều khổng lồ luôn. Và phía dưới này cũng có rất là nhiều cái nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Ý, em bé mua quả đào á? Em bé mua được gì đây rồi? Tiền. Dễ thương quá. Mình có hàng chính hãng ở bên kia đúng không? Đúng thế. Tóc xanh có hàng chính hãng ở bên này. Chị cà chua ơi, chỗ này có có hàng Funimaru và ở đây còn một bạn Glample nhưng đây. Rồi em sẽ lấy quả đào đúng không? Wow, quả đào này, cái này đúng là màu đào luôn á. Em lấy cái này nha. Xin lỗi. Em sẽ lấy thêm một quả dâu. Quả dâu to đùng luôn. Thơm quá vậy? Chị bán squishy nhiều rồi nhưng mà chưa có quả nào mà mùi thật như quả này luôn á. Này hàng chính hãng mà. Cái này gọi là marshmallow kit, tức là mèo marshmallow. Nó có mùi cam, mùi kẹo cam. Rất là thơm luôn. Trời. Mùi kẹo cam. Thơm ghê. Y như là kẹo luôn á, chứ không phải là đồ chơi luôn. Chị mà lấy cái này về á hả? Sợ không kiềm chế được. Cắn một miếng. Đó. Bạn nào á, thì tại vì có rất là nhiều bạn hỏi chị là chỗ mua squishy chính hãng thì chúng ta hãy liên hệ tiệm gấu nha. Tại vì ở tiệm gấu các anh nhập rất là nhiều squishy chính hãng. Hãy mua bạn này và bạn này. Đó, về để biết mùi squishy chính hãng. Trời ơi, trời cũng chịu. Nhiều không? Chưa hết đâu, còn đây nữa nè, đây nữa nè. Trời ơi, dễ thương quá à. Ý, cái răng này. Đây là whisky đổi màu. Đổi màu luôn hả? Đây, whisky này khi mình bấm tay vào nó sẽ đổi màu. Đây. Anh muốn mắt biểu diễn lại. Đó. Wow. Chỉ cần chạm tay là đổi màu luôn các em ạ. Đó là đổi màu theo cái gì? Biểu theo nhiệt độ và xúc giác nè. Ôi, hay quá. Thấy luôn. Cái này cũng đổi màu luôn đúng không? Đổi màu nhưng mà sẽ không rõ là màu. Thế à. Thế mình sẽ lấy cái quả màu cam đi. Trời ơi, bốn squishy, 2 trong 1.
Đây. Unicorn. Còn mẫu nào nữa không em? Rất nhiều mẫu luôn chị ạ. Đây, có mẫu kiều này, mẫu bút panda này. Trái tiện mỗi mẫu một cái. Bút kem, ba màu. Hôm nay có một vị khách cực kỳ sộp, sộp nhất hàng đến. Đây. Xin chào, em mời. Ôi. Chị cà chua đã tàn phá kiếp gấu em ơi. Càn quét, chị cà chua gọi là một cơn bão tố càn quét với quyển gấu cuốn hết. Tại vì là có quá nhiều đồ ưng ý và rất là muốn hốt. Thực ra còn muốn hốt nữa, nhưng mà bây giờ là mắc đi những chỗ khác rồi, nên là mình sẽ tạm thời vô đây nha. Và thực sự là squishy ở đây rất đẹp các em ạ. Ở Hà Nội có nhiều chỗ bán squishy không em? Không nhiều lắm. Nói chung là nếu mà chúng ta không biết ấy, thì cứ nghe lời chị Gà Chua, cứ đến tiệm gấu mua squishy. Tại vì squishy đây rất đẹp và giá rất là hợp lý nha. Wow, cảm ơn chị Gà Chua đã ủng hộ tiệm gấu. Yeah. Hello mọi người. Và địa điểm thứ hai trong Stamp Tour này đó chính là Ocean Bop Bop. Đây là số 250 Kim Ngưu, rất là dễ tìm luôn đó các em. Trời ơi, lúc tới đây hả? Chị cảm thấy vô cùng bất ngờ, tại vì rất là rộng nè, bán rất là nhiều luôn, rất là nhiều phụ kiện luôn mà cái nào cũng dễ thương hết. Và chị phát hiện ra có một phòng slam, một phòng dành riêng cho slam luôn á. Rồi bây giờ chúng ta đi vào khám phá nha. Bạn này đã vào lựa đồ trước đây rồi. Rồi, đây rồi, bạn Hà Phương thôi. Hello, chào mọi người. Các bạn pop up của Slamtopia. Yeah. Các bạn nhận ra đây không? Đây là bạn Hà Phương, shop Slam Hà Phương Anh Huy. À, bạn Hà Phương mới đi học về, biết chị ở đây cho nên là ghé đây luôn để hướng dẫn cho chị. Đây là Slam Room ở Ocean Shop và ở đây có 9 shop slime, là 9 thành viên của Slamtopia. Và bây giờ thì chúng mình cùng đi khám phá phòng slime nhé. Không thể tin được, ở đây có rất là nhiều shop slime luôn. Đây là Slamberry nè, đang có chương trình mua 2 tặng 1 nè. Ocean Bop Bop nè, Barbie Cobo Home nè. Bên này là đồng giá 60.000 nha. Đó, bên này là Biggie Slime 18 nè. Bop Up Hà Nội, mua 1 tặng 1 Slam 8 OG. Đó. Quá trời luôn. Oh, dễ thương quá à. Giống như hộp kem quá ha. Bên này là Sunny Fun TV. Đó, đây là Hà Phương Anh Huy, nữ hoàng basic. Ôi, ở đây rất là nhiều luôn các em ơi. Không thể tin được. Bên này là của Ocean Bop Bop nữa nè. Ôi, cái dàn trên này. Ôi, đi xem nè. Dễ thương quá à. Có một dàn luôn đó. Đây nè, xem. Ở đây không chỉ có slam mà còn có rất là nhiều nguyên liệu. Ví dụ như là các loại trang nè, đang rất là hot hiện nay luôn ha. Bên này sẽ là những cái phụ kiện để mình trang trí nè. Keo để làm slam, mùi hương, rồi màu, hũ. Ở đây còn có squishy nữa hả? Trời ơi, đây đúng là giống như là gọi là một siêu thị tổng hợp vậy đó, cái gì cũng có. Ui, đã chứ. Quá. Bên này là bộ kit. Có slam. À quên, có squishy khổng lồ nữa. Ngoài ra còn có popping cookie nè các bạn ơi. Trời ơi, em bé cà chua ra lựa rất là nhiều. Bây giờ tới lượt chị nha. Ở đây có cái giỏ sách rất là dễ thương luôn. Ở trên bàn này nhiều quá. Rose toy. Rose toy thì chị sẽ lấy cái slam trong này, rất là dễ thương. Mỗi shop chúng ta sẽ mua một hộp slam nha. Đây là của Villain CD. Và mình sẽ lấy cái này. Của Slamberry thì rất là nổi tiếng về slam K-pop, rất là dễ thương luôn đó. Chị thích cái slam nhỏ xíu này quá à. Yeah. Cái này là Biggie. Biggie, chị sẽ lấy cái bảy sắc cầu vồng này đi. Tới Baby Cobo Home.
rất là nhiều màu sắc nổi bật luôn, kể cả slime trong và những loại khác. Mình sẽ lấy thử cái này đi ha. Bên này là của Sunny. Sunny rất là rực rỡ sắc màu. Hà Phương Anh Huy, chị sẽ lấy cái butter này. Nhưng mà chị cũng muốn lấy basic, tại vì basic của bạn ấy rất là đã luôn. Lấy này đi, bên đây, bên trong còn có quả dâu nữa nè. À, chúng ta còn slam ve, nhưng mà slam ve thì chúng ta sẽ đến shop của bạn ấy sau. Nên là tới đó mình sẽ lựa luôn. Của Obsen nè. Đẹp quá, đẹp quá. Các bạn ơi, các bạn nhìn đây, đây không? Đây chính là gọi là bà chủ nhỏ, không bà chủ lớn của Obsen Bop Bop. Hello. Em ơi, ở đây mình bán chị thấy nhiều quá vậy, gồm những gì vậy? Chị thấy cái gì cũng có hết. Vâng, đúng rồi, như kiểu là một cái hàng tạp hóa ấy, như kiểu siêu thị ấy. Siêu thị. Vâng. Mà trang trí rất là đẹp. Dạ vâng. Bày biển rất là đẹp. Tông chủ đạo ở đây là màu hồng, toàn các đồ kiểu kiu kiu. Bánh bèo. Nhưng mà công nhận là chị rất là thích cái vòng slam này. Nhìn nó rất là dễ thương và nó rất là chuyên nghiệp luôn đó các bạn. Nếu như bạn nào ở xa mà đi ra du lịch Hà Nội á, thì ghé đây ngắm slam cũng được nhá. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chắc chị phải đi dạo một vòng để lựa đồ. Tại vì tới đây mà thấy rất là dễ thương, chị không thể ra về tay không được nếu không mua những cái sự phụ kiện. Sau một vòng dạo quanh Obsen Shop thì chị đã mua được rất là nhiều ở đây và kèm quà tặng nữa. Rồi, nếu như bạn nào mà đi du lịch ra đây thì nhớ ghé đây để ngắm nhìn mọi thứ nha. Tại vì nó rất là xinh, rất là dễ thương. Em cảm ơn chị, gia đình chị Cà Chua đã đến ghé thăm Obsen của em ạ. Và mong rằng là các bạn nào ở Hà Nội hoặc là đến thăm Hà Nội có thể qua shop Obsen ở địa chỉ 250 Kim Nghiu, Instagram là Obsen Shop và YouTube cũng như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua slam ve. Rồi, bye bye mọi người nha. Bye bye. Slam ve, bye bye. Đập tay cái nào, high five, high five. Yeah. Yeah. Xin chào. Và đây chính là slam ve shop. Hello. Ở số 15 ô Quan Trưởng nha các bạn nha. Ví dụ như là các bạn ở chỗ nào mà đi du lịch tới Hà Nội á, hãy tới ô Quan Trưởng là ngay đầu cái cửa ô luôn, rất là dễ tìm luôn. Tới đây để thăm thú phố cổ và tìm thể là guest slam ve luôn. Yeah. Hiện tại thì do là chị đến lúc giữa tuần đó, cho nên là slam thực ra cũng còn rất là nhiều, nhưng mà chị nghĩ là tới trúng cái đợt restock thì nó sẽ nhiều hơn, đúng không? Bạn slam ve thì vừa mới đi học về. Còn bạn này thì lúc vừa mới tới đã tự lựa đồ xong rồi tự lấy bọc bỏ vào luôn. Rồi bây giờ chúng ta thử xem là bây giờ cô chủ của Slam Ve Shop sẽ giới thiệu cho chúng ta những cái món đồ mà có trong shop nha. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu một loại slime mới nhất ở cửa hàng, đó chính là slime Avo Cutie. Đây là chiếc slime mang tên liên quan đến quả bơ. Tại vì mình rất là thích quả bơ luôn. Vừa có trang hình bơ, vừa có trang trí hình quả bơ. Và tên cũng là về quả bơ luôn. Đó. Cũng phải người ra có slime bơ, hình chuối này. Cái này là một bà hà này. Cái này là chất mới của bên mình, đó chính là chất Cloud Puff. Chất này càng chơi càng phồng phình luôn. Đó, các bạn có thể thấy. Đây là Shark Gummy. Ngoài ra còn có cả slime cotton candy, explosion là slime soap, giống cái kẹo bông gòn, mùi cũng là mùi kẹo bông gòn luôn. Ngoài ra đây là slime phô mai, là có soap ở phần trên, cái này mùi y chang phô mai luôn. Còn rất là nhiều mẫu trên này nữa nè, quá trời luôn. Dạ, trên đây. Ngoài ra chúng ta có slime all about that base. Cái này là màu tím lai xanh. Đây là chất basic slime chơi cực kỳ bóng và đã luôn. Ở dưới này chị còn thấy có nhiều cái hũ nhỏ nhỏ nè. Vâng. Hũ nhỏ nhỏ nữa. Chị thấy ở đây á, các bạn nhỏ xung quanh á hay tới mua mấy cái hũ nhỏ nhỏ này về chơi này, rất là vừa tay luôn. Các hũ ở đây là chỉ có 20.000 một hũ thôi. Ủa, rẻ vậy hả? Đồng giá 20.000 một hũ. Trời ơi, vậy là hả? Mua được hàng ngày luôn đó các bạn. Ngoài ra slime ve thì còn có rất là nhiều phụ kiện nguyên liệu ở đây.
Nên là nếu muốn tự làm một cái slime thì cứ tới đây, những bạn xung quanh đây thường tới đây mua những cái nguyên liệu về tự làm á. Ồ, hình như sắp tới á, chị nghe nói là bạn Slambe sẽ bán thêm một số loại mặt hàng khác đúng không em? Đúng rồi, sau rồi em sẽ bán thêm squishy này, đồ K-pop này, gấu bông và bánh kẹo nữa. Wow. Các bạn ủng hộ nhá. Rồi, vậy là từ giờ nói chung là các bạn hãy xem tin của Slambe. Các bạn bạn Slambe sẽ cập nhật cho chúng ta những cái mặt hàng mới của shop. Và nếu như những bạn nào mà ở xa đến thì hãy đến đây du lịch nè, thưởng ngoạn phong cảnh và ủng hộ Slambe nha. Cả bây giờ video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Bye bye các em, hẹn gặp lại các em trong những video sau.